Theo khảo sát của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, ở Việt Nam có khoảng 45,9 đến 57,7% trẻ biếng ăn. Đây thực sự là một con số đáng báo động vì tình trạng biếng ăn kéo dài sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của trẻ. Lactobacillus hay còn gọi là men vi sinh, các loại enzyme hay còn gọi là men tiêu hóa có khả năng cải thiện tình trạng biếng ăn hay táo bón ở trẻ. Chính vì vậy mà hiện nay ngày càng nhiều các bà mẹ lựa chọn các loại sữa công thức có chứa các thành phần này. Con gái chị Thanh Hoa trước đây rất biếng ăn, hệ tiêu hóa không khỏe, khiến cho bé còn bị táo bón. Từ khi sử dụng sữa Tasumam 2 IQ Grow, chị Thanh Hoa nhận thấy con mình đã có những thay đổi rõ rệt. Việc cho con ăn không còn khó khăn như trước đây. Sữa Tasumam 2 IQ Grow thì là sữa công thức có chứa sữa non, các chủng men quý, chất xơ để giải quyết tận gốc các vấn đề về tiêu hóa, táo bón mà con mình đang gặp phải. Trong thành phần sữa Tasumam 2 IQ Grow có 4 thành phần là canxi, vitamin D3, vitamin K2, aquamin F, hạn chế tình trạng táo bón ở trẻ mà còn giúp trẻ cao hơn, xương răng chắc khỏe hơn. Trong sữa Tasumam IQ thì nó có chứa các cái men vi sinh, men tiêu hóa, các chất xơ hòa tan, rồi có cả canxi tảo đỏ tự nhiên. Các chất này thì có tốt cho hệ tiêu hóa và sự phát triển toàn diện của em bé. Ngoài ra, sữa Tasumam 2 IQ Grow với hàm lượng kháng thể tự nhiên IgG cùng HMO giúp trẻ tăng cường sức đề kháng, xây dựng hệ miễn dịch khỏe mạnh. Bên cạnh đó, sữa Tasumam 2 IQ Grow còn bổ sung DHA, tăng cường trí não, giúp trẻ phát triển toàn diện. Trong cái sản phẩm Tasumam 2 IQ Grow, ngoài cái canxi carbon nát ra, có cái thành phẩm sữa non, có cái lactoferrin, trong đó nó có các chất dinh dưỡng. Vì vậy mà chúng ta thấy sử dụng cái sản phẩm này thì ngoài cái trẻ tăng cường cái sự phát triển thì nó cũng làm cho trẻ tăng được cái sức đề kháng của trẻ. Sữa Tasumam 2 IQ Grow có 100% nguyên liệu nhập khẩu và thành phần sữa non được lấy trong 24 giờ đầu, được nhập trực tiếp từ tập đoàn APS Bio Group Hoa Kỳ, tập đoàn sữa non hàng đầu thế giới. Sau một tháng dùng sữa non Tasumam 2 IQ Grow thì con mình đã tăng được 2kg và mình thật sự rất là vui, không ngờ là con mình được như vậy. Tình trạng táo bón của con thì cũng được cải thiện rõ rệt. Khi khoa học ngày càng phát triển, các sản phẩm dinh dưỡng ngày càng được nâng cao, thì một sản phẩm sữa công thức có chứa sữa non như Tasumam 2 IQ Grow là tiêu chí hàng đầu để các bà mẹ lựa chọn.